Một bạn sinh viên hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy, có thể trả lời giúp con, ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn thì một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. À, hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật, có Bồ Tát thì thực sự là có Phật, có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát á, thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì? Là có thì là có thật. Mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hữu trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật, Ngài nhìn thấy chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi gì? Cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có, thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại, bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật, có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời. Bạn ra bạn nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. Và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy, cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy, và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì? Họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác, nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận, tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế gì? Họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật.